người Việt Nam gắn liền với hình ảnh hàng phố quê. Vào rằm tháng 8 hàng năm, người ta bày cỗ trung thu với những cặp mở thêm để tạ ơn trời đất. Tết Trung Thu trở thành một những cái tết đặc trưng về bản sắc văn hóa của dân tộc. Trung Thu được coi là cái tết đi đầu. Đây là dịp để các bậc cha mẹ, thầy cô có dịp thể hiện tình thương qua việc quan tâm chăm sóc con em mình. Các em đã nghe và hiểu rõ Tết Trung Thu chưa? Cô giáo thấy là ở sân trường chúng ta một số bạn vẫn chưa là chú ý nghe đâu, chưa tập trung. Các em ngồi ngoan ngay ngắn lên cho cô giáo nào. Vì thời tiết hôm nay rất là đẹp nên cô muốn các em tận hưởng. Cô mong rằng các em học sinh hiểu được ý nghĩa của Tết Trung Thu, cố gắng nhiều hơn, chăm ngoan, học giỏi để mùa thu đều là kỷ niệm của tuổi học trò. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, nắng mùa thu rát vàng trên cành biếc, ánh trăng thu lóng lánh mắt em thơ, nhìn những gương mặt ngây thơ trong sáng đáng yêu của các em học sinh, lòng cô không khỏi bồi hồi xúc động nhớ tới những thời khắc của mùa thu của cách mạng tháng 8, của ngày tự trường, của những đêm trăng rước đèn phá cỗ. Và hôm nay giữa mùa thu của năm 2013, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy giáo, cô giáo đã quan tâm và tổ chức Tết Trung Thu cho các em học sinh. Cùng vui Tết Trung Thu hôm nay về phía nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu cô Đào Thị Ngọc Kim, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng cô Trần Thị Nguyên Ánh, hiệu phó nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng cô Phạm Thị Ngọc Dung, hiệu phó nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúng ta cùng vui mừng chào đón thầy cô giáo và hơn 800 em học sinh trường tiểu học Kim Cát đã có mặt đầy đủ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.